khi nào mà cưới nhớ điện thoại cho Nghĩ nhà chị về cho vui nhá. Vâng ạ. Khi nào cưới điện thoại cho Nghĩ báu. Nhìn đi. Kinh nhở. Nhà sắp có cỗ hay sao mà mua hoa đẹp thế? Chẳng liên quan đến ông. Sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn tư tưởng đến cả thằng Nghĩa cả. Thì sao? Ai xứng đáng ấy thì tôi quan tâm. Còn hơn cái loại ông chẳng có ma nào thèm để ý. Quên đi. Thằng này đang yêu một lúc 10 đứa đấy. 10 đứa? Này, 10 cái đứa người yêu ông á, chắc mắt đều là mắt chó giấy. Có mắt bà mới là đồ chó giấy. Mắt ông chó giấy ấy. Mắt bà mới là đồ chó giấy. Nhìn người kém bỏ sừ ra. Về mà nhỏ thuốc mắt đi em ạ. Bị hấp à? Mày đi ra đây. Sao chị? Suốt ngày mày cắm mặt vào cái điện thoại thế hả? Mày nấu cơm chưa? Em nấu rồi. Thế mày quét nhà dọn nhà chưa? Em quét rồi. Thế thì đi quét sân đi. Lát nữa bạn trai chị sang chơi cơ mà. Có phải bạn trai em đâu. Có một tí việc thôi cũng đùn đẩy. Cãi tao hả? Mày chơi với cái thằng Lợi ấy, học cái thói láo tét của nó à? Tự dưng lại nhắc thằng Lợi ở đây. Lại vừa gây sự với nhau đúng không? Cái thằng mất nết. Nó dám bảo tao là mắt chó giấy mày ạ. Nó nói thế á? Ờ. Cái thằng này chỉ được cái nó đúng. Mày cứ liệu hồn đấy nhá. Tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi đấy nhá. Quét sân đi. Vâng ạ. Tối nay anh bận hả? Làm sao thế hả anh? Vâng ạ. Vâng. Sao đấy chị? Anh Thắng bảo bận hả?